Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Bắt gặp Phi Nhung, Mạnh Quỳnh hẹn hò tình tứ cùng nhau ở Úc. Tranh thủ những ngày tại Úc, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đã tình tứ và thoải mái đi chơi cùng nhau. Vài năm trở lại đây, Phi Nhung đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp âm nhạc. Cô xuất hiện trên sân khấu ca nhạc Việt Nam nhiều hơn và hăng hái trong các hoạt động xã hội ở quê nhà. Sau đó khán giả ít thấy Phi Nhung, Mạnh Quỳnh song ca hay xuất hiện liên tục cùng nhau như khoảng thời gian trước. Dù sinh sống và hoạt động chủ yếu ở thị trường hải ngoại, Mạnh Quỳnh vẫn giữ phong tục ăn Tết cổ truyền của người Việt Nam. Mỗi năm vào dịp Tết âm lịch, nam diễn viên đều trang trí nhà cửa và đưa các con đi chùa. Những ngày gần Tết cổ truyền Việt Nam, tôi vẫn đi live show vào ngày giao thừa, mùng 1, mùng 2 và mùng 3. Còn những ngày sau đó, tôi dẫn vợ con đi chùa vì mấy đứa nhỏ cảm thấy không thoải mái khi đến những nơi đông người vào ngày Tết. Các bé bị nhiều người dòm ngó nên không thích. Tôi biết như thế nên ngày vắng vẻ hơn, tôi cũng muốn dạy các con biết truyền thống của người Việt Nam. Trong thời gian gần đây, người tình âm nhạc của Phi Nhung còn thường xuyên về Việt Nam để tổ chức những đêm nhạc cùng các con nuôi của Phi Nhung. Anh cho biết âm nhạc là phần cuộc sống của mình nên dù sau này không đi hát nữa, anh vẫn làm những việc liên quan đến lĩnh vực của mình. Tôi nghĩ nghề ca hát nằm trong máu thịt của mình nên dù sau này không đi hát nữa, tôi vẫn làm điều đó liên quan đến âm nhạc. Chẳng hạn làm phòng thu, sáng tác, viết tuồng. Tôi sẽ làm điều gì liên quan đến âm nhạc chứ tôi không kinh doanh, đầu tư nhà đất hay xe cọ. Cuộc sống của tôi đã ổn định, chỉ lo cho hai con đi học thôi. Tôi vẫn có đủ điều kiện để lo cho gia đình nếu không đi hát nữa. Tuy nhiên tôi không ở nhà được đâu. Tôi quen với cảm giác xách vali đi khỏi nhà lấy show vào cuối tuần rồi. Nói thêm về cuộc sống cá nhân, giọng ca Mất Nhau Rồi cùng khẳng định. Không thích cuộc sống xa hoa ồn ào, tôi sống an phận lắm. Tôi là một trong số ít ca sĩ ở trung tâm ở hải ngoại và bang Cana, Mỹ. Thay vào đó tôi có một tiểu bang khác vì nơi đó yên tĩnh, con cái học hành tốt và cũng không cần nhà cao cửa rộng. Tôi thích sống bình dị trong một ngôi nhà nhỏ, có hai chiếc xe, vậy là đủ. Mạnh Quỳnh kết hôn năm 2004, có hai cậu con trai đặt tên là Tâm và Nhân, có một cách hướng các con vì cội nguồn. Tuy nhiên anh hiếm hoi khoe ảnh các quý tử trên công chúng. Khi hai con bước vào tuổi teen, nam ca sĩ cũng có trăn trở vì các con chuẩn bị đi học xa nhà. Giọng ca căn nhà màu tím nói, tôi chỉ mới nghĩ đến chuyện các con thi vào đại học. Tôi đợi buồn bã rồi, vì ở Mỹ có số trường yêu cầu sinh viên ở ký túc xá. Con cũng muốn học trường gần nhà để được ở nhà nhưng ngôi trường đó không có chuyên ngành của con yêu thích. Cho nên tôi đang hoang mang, không biết có nên cho con đi học xa hay không nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.